Sau thành công của mẫu Kia K3, Thaco Auto tiếp tục cho ra mắt mẫu Kia K5, một chiếc sedan theo phong cách fastback thể thao. Trong lần ra mắt này, Kia K5 có 3 phiên bản với giá bán lần lượt là 869 triệu, 929 triệu và 1 tỷ 029 triệu đồng. Theo thông tin chính thức, Kia K5 thế hệ mới này đã gặt hái thành công vang dội tại thị trường Mỹ với doanh số tăng 345% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ riêng tháng 10 đã có hơn 7.000 xe Kia K5 tới tay khách hàng. Và đây cũng là chiếc xe đạt nhiều giải thưởng uy tín ngay từ khi ra mắt, chẳng hạn như mẫu xe sedan tốt nhất năm 2021, top 10 xe của năm 2021, mẫu xe mới tốt nhất năm 2021 hay là giải thưởng sedan gia đình tốt nhất 2021. Tại Việt Nam, phân khúc sedan hạng D mà Kia K5 sẽ cạnh tranh lại không có nhiều đối thủ. Trong số những cái tên truyền thống và danh tiếng như Mazda 6, Honda Accord, Nissan Tiana hay Toyota Camry thì có lẽ chúng ta đều biết rằng chỉ có một nửa trong số đó thực sự gây khó dễ cho vị thế của Kia K5. Về thiết kế, chúng ta sẽ thấy đặc điểm nhận diện đặc trưng như lưới tản nhiệt mũi hổ, nhưng từng chi tiết đều hoàn toàn mới và rất cuốn hút. Những điểm nhấn phải kể đến như đèn chiếu sáng công nghệ LED, mâm hợp kim kích thước 18 inch, viền mạ chrome kéo dài xuyên suốt từ cột A đến tận đuôi xe. Đặc biệt, vị trí đặt gương chiếu hậu đã được thay đổi, dịch chuyển vào phần thân xe thay vì trụ A, giúp tăng tầm nhìn cho người lái. Điểm nhấn khác biệt ở phần đuôi xe là hệ thống đèn hậu với giải LED kéo dài liền mạch xuyên suốt bề ngang xe. Nội thất kết hợp chất liệu da, ốp kim loại và vân gỗ với tùy chọn tông màu đen hoặc đỏ tùy theo từng phiên bản. Vô lăng D-Cut 3 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng cùng tính năng sửa tay lái trên hai phiên bản cao, tích hợp hệ chuyển số, khởi động từ xa. Điểm nhấn khác là màn hình đa thông tin digital 12,3 inch kết hợp với màn hình giải trí 10,25 inch và hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa Bose. Trang bị ở khoang sau cũng rất dồi dào như sửa hàng ghế sau ở phiên bản GT Line, cửa gió điều hòa, tích hợp hai cổng sạc USB, rèm che nắng kính sau dạng ẩn, đèn LED cảm ứng hay cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Kia K5 bản GT Line trang bị động cơ SmartStream 2.5 lít phun xăng trực tiếp công suất 191 mã lực với mô men xoắn 246 Nm đi cùng hộp số tự động 8 cấp. Hai phiên bản là Premium và Luxury trang bị động cơ NAU 2.0 lít phun xăng đa điểm công suất 150 mã lực với mô men xoắn 192 Nm đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Khả năng vận hành linh hoạt với 4 chế độ lái là Comfort, Eco, Sport và Smart. Về trang bị an toàn, Kia K5 có danh sách trang bị an toàn vô cùng phong phú và có phần vượt trội so với một số đối thủ đến từ Nhật Bản. Quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Với mức giá và trang bị kể trên, liệu Kia K5 có thể cạnh tranh tốt với các đối thủ đến từ Nhật hay không? Và điều gì khiến Kia K5 chưa thực sự thành công trên thị trường Việt Nam trong những năm qua? Xin hãy chia sẻ ý kiến bằng cách để lại bình luận bên dưới. Trân trọng cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ Tiếp Kia.